tay bà đẹp quá à. Bà làm đâu ạ? Bà chỉ tôi đi. Làm ở spa đắt tiền lắm đó. Nước của bà nè. Mua có lon nước à. Mà chậm chạp lề mà. Ủa rồi ly đá đâu? Canteen hết bán rồi nên là... Canteen hết bán? Mày không biết ra ngoài đường mà mua hả? Đã không xinh đẹp rồi mà còn đần độn nữa. Trời nóng như vậy, mày không mua ly đá là muốn để tao chết khát hả? Nghe rồi thì đi đi, sao còn đứng đó chi nữa? Nhưng mà sắp tới giờ vô học rồi. Cái đó là chuyện của mày, không phải là chuyện của tụi tao. Bây giờ sao? Bây giờ mày muốn đi mua nước hay là muốn ăn đồng? Được rồi, tôi đi. Ê, mày nhìn trời nó đi ơi. Kìa, y chang con lật đật luôn á. Không y con Nana nhà tao vậy đó. Ủa con Nana nhà mày là con là gì? Con dịch đẹp đó má, thú cưng nhà tao. Hay đó mẹ. Bạn bè mà đối xử với nhau như nô lệ, vậy là không được đâu mấy friend. Mày là con nào? Có biết tao là ai không? Nhìn mày là biết thể loại nào rồi. Khỏi cần giới thiệu. Hả? Nếu như mày đã biết tao là ai thì nên né xa ra một chút. Đừng có mà bày đặt xíu mũi vô chuyện người khác. À, hay là mày cũng muốn như nó, làm chân sai vật cho chị đây. Nắm đấm của tao thường không cảnh báo chút điều gì đâu. Mày vô lớp kìa. Coi như là mày hên lần này. Về chỗ tụi bay. Các em ngồi xuống đi. Ê Tuấn, gì? Nghe mấy anh chị có trên nói mà cô này bá dữ lắm á. Gì ghê vậy bà? Tôi cũng nghe nói lớp này quậy dữ lắm. Tôi không có chỉ dữ thôi đâu, tôi còn thính tai nữa. Cho nên mấy cô cậu có nói xấu gì tôi á là tôi nghe được hết đó. Hiểu không đó? Cô xin giới thiệu với cả lớp, cô là Thư. Từ hôm nay cô sẽ là chủ nhiệm mới của lớp học trong năm nay. À, còn chuyện này nữa. Do bạn Vi là bạn mới chuyển đến lớp của chúng ta, cho nên để tạo điều kiện cho bạn Vi thích nghi với môi trường mới thì cô sẽ tạm thời bầu bạn Vi làm lớp trưởng. Sau một tháng theo dõi thì cô sẽ cho cả lớp bầu lại lớp trưởng mới. Vậy hen. Minh, dạ thưa cô, em có một thắc mắc là trong lớp mình có được đem đồ ăn hay là nước uống không cô? Tất nhiên là không rồi. Vậy mà nãy giờ em thấy bạn Minh uống nước nhiều lắm cô. Minh! Dạ em không... Em cầm cái lon lên đây rồi đi lên bảng đứng cho con hết cái tiết học này. Dạ. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ học tiết học đầu tiên. Các em lấy tập ra đi ha. Ê, con nhỏ này nó cũng thú vị đó. Tao thấy nó mới chuyển vô lớp mà nó ra vẻ quá à. Để tao coi, nó ra vẻ được bao lâu. Là đáng ghét mà. Nó dám làm tao bẻ mặt trước cả lớp. Cũng tại vì nó mà tao bị cô phạt đứng hết nguyên tiết. Bây giờ thấy hai cái chân nó nhức nhức rồi nè. Tao phải nghĩ cách giải thù nó mới được. Ê mày, nhìn mặt bà tôi thấy sợ quá à. Bà làm tôi sợ đó mày. Hai tụi bay nghĩ cách giúp tao coi. Ê nhỏ kia, lại biểu. Lại mấy tỷ tỷ biểu mày.
Dạo này mày ngon ha. Mày dám nghe lời con Vi để chống lại tao. Bộ mày tưởng nó có thể bảo vệ được cho mày hả? Tôi không có. Vậy thì mày chuộc tội đi. Mày nên nhớ, mày không nghe lời tao thì hậu quả như thế nào mày biết rồi đúng không? Nghe rõ chưa? Nhớ kỹ nha mày. Vài nét về tiểu sử và con người của Nam Cao. Nam Cao sinh năm 1917, mất năm 1951. Tên khai sinh là Trần Hữu Tri, sinh trong một gia đình nông dân ở làng Đại Hoàng, tổng Cao Đà, huyện Nam Sang, phủ Lý Nhân. Nay là xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Bây giờ thì mình sẽ tóm tắt cái tiểu sử của nhà văn Nam Cao ở trên bảng để các em dễ nắm nha. Tay bị liệt hay gì? Con nhỏ này mày. Chuyện gì ông ao vậy? Cô ơi, cô coi nè, tự nhiên em đang viết bài mà bạn Vi chọi tập làm tập em bị bung nó hết trơn luôn rồi nè cô. Dạ thôi cô. Tại vì bạn Mai bắt bạn Tâm chép bài giùm nên em chỉ trả lại tập cho Mai thôi cô. Có đúng như vậy không? Dạ không có. Có chuyện đó không Tâm? Dạ. Dạ không có ạ. Rõ ràng là có mà cô. Nếu mà cô không tin á thì cô có thể lấy tập bạn Mai kiểm tra, chữ trong đó chắc chắn là của bạn Tâm. Cô không có đâu cô, em đợi nào em làm mấy cái đó. Đưa tập cho cô. Dạ thôi cô. Đưa đây. Không có. Thôi mà cô. Đưa đây. Không có. Cô, đây đúng là nét chữ của bạn Tâm, tại sao vậy Mai? Ủa nhưng mà em nghĩ em cũng đâu có làm gì sai đâu cô. Tại cô không biết thôi. Cái này bạn Tâm tự nguyện mà. Bạn tự nguyện chép bài cho em có trả công cho bạn. Tại vì bạn nó nhà nghèo lắm cô ơi, cô không biết thôi. Ba nó làm phụ hồ, còn mẹ nó hả, còn đang hả phụ bếp cho gia đình em nữa. Em là đang tạo công ăn việc làm cho bạn đó cô. Rõ ràng là ức hiếp người ta mà còn chói nữa. Đúng là không có liêm sỉ. Ui. Trời ơi trời, ý có tiền sỉ nhục người khác hết trời. Trời ơi, bởi người ta nói giàu tiền giàu bạc mà nghèo nhân cách thì bức. Đúng đó bà, luật nhân quả không chịu một ai. Đúng rồi đó. Trời ơi, nói miên lạ. Em ý gia đình mình khá giả rồi nghĩ luôn mình có cái quyền bắt nạt chèn ép bạn bè như vậy là không đúng. Còn nữa, đang trong giờ học, không tập trung nghe giảng, cũng không lo chép bài giống như mấy bạn. Bạn May sẽ bị chép phạt 10 lần bài học hôm nay. Và nếu còn tái phạm, em sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm. Thôi cô tha cho em lần này thôi mà cô. Ngày mai em nộp bản chép phạt có chữ ký phụ huynh cho cô. Thôi. Nếu không, mời phụ huynh lên gặp cô. Cô tha cho em. Không có nói nhiều nữa, cả lớp học bài. À, còn bạn Vi, từ nay có chuyện gì cũng phải nói trước với cô. Không có tự ý động tay động chân vậy nha chứ. Dạ. Đi về, đi về. Xong năm tiết rồi. Ê, trà sữa không fan. Ôi, về đếm thông má la. Đúng là con trai cưng của mẹ, thích cắn kẹo thích ke. Ba mẹ gọi có mặt riêng bạn bè nói là nó không nghe. Nói như này, thật ra có một sự thật ở đây là tiền không có thể mua được. Đó là sự nghèo khó. Trời, tưởng gì, hôm nay tôi bao. Trời ơi, sướng gì ta. Ê bạn, tôi bây giờ đang ở một cương vị mới rồi. Đó, so với tôi của 2-3 phút trước là đúng là một sự nhảy giọt luôn. Sao nói nhiều quá vậy, cuối cùng có đi không? Đi 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 đi. Đi. Tưởng ai, hóa ra là bạn May giàu sang xinh đẹp.
Kiếm tao có chuyện gì? Thì ra là mày cũng biết tao giàu sang xinh đẹp hả? Vậy sao mày cứ thích xen vô chuyện của tao hoài vậy? Tao đâu có xen vô chuyện của mày. Tao chỉ là đang bảo vệ bạn bè trong lớp thôi. Cái đám nghèo đó, mà mày bảo vệ cái gì? Xạo xạo, mày chỉ đang thể hiện với tụi nó thôi. Mày nghĩ sao cũng được, tao không quan tâm. Nhưng nếu mà mày vẫn thích bắt nạt bạn bè trong lớp thì tao vẫn còn thích thể hiện đó. Được thôi, ở trong trường mày có cô bảo vệ, ra ngoài trường mày mạnh miệng được cỡ nào. 5 giờ chiều nay hẻm bên hông trường tao đợi mày đó. Sao rén rồi thì nói đi cưng. Bây giờ đi luôn đi. Ê mày, mày. Gì? Bộ mày định đánh thiệt luôn á hả? Bộ mày tưởng tao chỉ biết nói thôi hả? Ờ được rồi đi. Rồi sao? Giờ tụi mày muốn gì? 3 chọi 1, không chột cũng què. Giờ mày chọn đi. 1 là bị què, 2 là từ chức. À, hóa ra kẻ chuyên bắt nạt người khác cũng có đam mê làm lớp trưởng nữa hả ta? Tao không chọn cái gì hết thì làm sao? Mày, tao cho mày 5 chai, mày từ chức rồi đưa tao lên. 5 chai? Ôi, mê tiền rồi, con mắt sáng trưng luôn kìa. Mê rồi. Tới 5 triệu lần đó, muốn lấy lắm đúng không? Mày nghĩ là tao cần tiền của mày lắm hả? Nếu mà để mày làm lớp trưởng á, chắc chắn mày sẽ bắt nạt thêm nhiều bạn khác nữa. Mà tính tao thì rất hay ngứa mắt. Được thôi, đúng là cái thứ không biết thức thời. Mày chọn thì mày chịu đó nha. Hai tụi mày đánh nó cho tao. Lên đánh nó đi, lẹ lên. Mày biết võ hả? Coi như mày ngon, đi tụi bay. Từ nay về sau nhớ chừa như mấy đứa kia. Ê con đi. Mày làm cái gì vậy? Cười gì? Bộ mày đang chọc điên tao hả? Ỷ làm lớp trưởng rồi muốn xen vô chuyện của tao hả? Để tao coi ngày hôm nay còn có ai cứu được mày nữa hay không. Quay được chưa? Nét căng, âm thanh cực chuẩn như phim chiếu rạp luôn. Tụi mày đang làm cái gì vậy? Nãy giờ tụi tao đã quay lại hết và gửi cho cô chủ nhiệm rồi. Tính livestream á mà sợ hot quá. Mà tôi công nhận nha, bà cũng gan dạ thiệt đó. Mới vô lớp mình thôi á mà dám đứng lên chống lại đám con mày rồi. Tôi á là tôi cũng ghét cái đám đó từ lâu rồi. Chẳng qua là chưa có cơ hội để mình thể hiện ra thôi. Chứ phải chi mà. Vậy tôi dắt bà gặp tụi nó thể hiện nha. Chết tụi bậy bà, không được đâu á. Mà tôi nghĩ là sớm muộn gì cái đám nó cũng kiếm chuyện với bà thôi, chứ nó không có để bà yên đâu. Cái gì vậy? Bởi vậy tôi mới cần bà giúp. Hả? Tiêu rồi, mẹ tôi biết được đánh tôi chết. Chết rồi, có khi nào tôi bị mời phụ huynh không? Thiệt là hết nói nổi các em mà. Ba mẹ các em cho tiền ăn học là để tụ tập đánh nhau vậy hả? Cô ơi, oan cho tụi em quá à. Tụi nó gài bẫy em á cô. Quan cái gì? Cái clip rành ranh đó rồi quan cái gì? Em còn chối hả mày? Em xin lỗi cô, tha cho em lần này đi cô.
Cô ơi, cô tha cho tụi em đi cô. Tụi em không dám nữa đâu. Cô đừng có mời phụ huynh tụi em nha cô. Không được. Ngay bây giờ cả ba em ngồi đây viết bản kiểm điểm cho tôi. Đợi phụ huynh lên rồi giải quyết. Ồ, cô ơi. Thôi chết tao rồi. Kỳ này không những không được điện thoại mới mà còn bị cắt hết tiền tiêu vặt luôn cho coi. Con Vi, tao sẽ không tha cho mày đâu. Chửi mình hết ta. Kệ đi. Ê, 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 ba thằng kia. Giờ giờ học không ra học chơi game làm sao? Tôi biết cô bây giờ đó.